Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mai Sơn với một chủ đề vô cùng là mới, đó là kiếm tiền Bitcoin miễn phí năm 2024. Và đây là một cái loạt series cập nhật mới nhất của Mai Sơn đối với thị trường tiền điện tử, thị trường crypto và Bitcoin nói riêng. Và trong cái thời gian qua, từ đầu năm 2024 tới nay, các bạn có thể thấy là crypto đang trong một cái làn sóng trend tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Và đây chính là một cái cơ hội tiếp theo để anh em chúng ta có thể là thay đổi vị thế của mình. Và trong cái chuỗi video này á, Mai Sơn muốn chia sẻ cho các bạn một cái chuỗi tầm 10 tới 20 video. Và đây là cái video đầu tiên giới thiệu về 5 cách kiếm Bitcoin miễn phí trong năm 2024 này. Mai Sơn muốn làm sao cho anh em chúng ta là tối đa hóa, tối ưu hóa đó cái số tiền mình bỏ ra nhất có thể. Chúng ta không cần phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mua máy đào, đúng không ạ? Chúng ta không cần phải bỏ ra rất nhiều tiền để chúng ta mua đồng này rồi hold đồng kia để chờ nó lên, đúng không ạ? Hoặc chúng ta không phải bỏ rất nhiều tiền để mua một đồng Bitcoin hay một đồng Ether hay là rất là nhiều cái đồng khác. Tức là những cái hình thức đấy là những cái hình thức kiếm tiền là phải cần vốn, đúng không ạ? Và mình mong muốn rằng có những cái cách nào đó cho tất cả mọi người, ai cũng làm được. Và những cái cách kiếm Bitcoin nó miễn phí thì cái loạt này mình sẽ đào sâu vào những cái cách nó miễn phí như vậy, để ai cho chúng ta cũng có cơ hội có được Bitcoin, có được cơ hội làm giàu, đúng không anh em? Anh em tưởng tượng này này, ngày xưa từ năm 2010, 11, 12, 13 cái lúc đấy chúng ta chỉ cần làm một vài nhiệm vụ đơn giản thôi thì chúng ta đã kiếm được rất là nhiều Bitcoin. Có những cái nhiệm vụ nó trả cho mình tầm chục Bitcoin đi. Giả sử như mình có thể giữ được những cái đồng Bitcoin từ những cách đây 10 năm thì thực sự bây giờ chúng ta trở thành triệu phú rồi, đúng không anh em? Thì mong muốn làm sao cho những cái cách này chúng ta có thể kiếm được một Bitcoin thì tốt, đúng không? Hoặc là đây là cái từ Bitcoin chỉ là từ nói riêng thôi, nhưng mà ngoài Bitcoin ra thì mình cũng sẽ chia sẻ cách làm sao anh em có thể kiếm được những cái đồng khác. Thì trong cái bài 1 này, Mai Sơn muốn chia sẻ cho anh em 5 cái cách mà anh em không tốn tiền đấy, không mất đồng chi phí nào mà chúng ta vẫn có thể kiếm được Bitcoin. Tất nhiên thì bỏ tiền ra thì có những cái ưu điểm đấy, nhưng mà không bỏ tiền thì nó cũng có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm, thì mình sẽ trình bày sau. Thì trong cái loạt bài này thì chúng ta sẽ đến với cách kiếm tiền Bitcoin miễn phí anh em nhá. Và không dài dòng nữa, chúng ta vào với video ngày hôm nay. Và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mai Sơn. Trong bài 1 này thì Mai Sơn chỉ chia sẻ cho anh em 5 cách đấy, theo thứ tự từ dễ đến khó, và theo cái thứ tự tiềm năng thu nhập nó từ ít tới nhiều hai anh em, để anh em chúng ta có một cái hình dung nó đơn giản nhất về cái cách kiếm tiền Bitcoin. Và cách thứ nhất á, thì mình muốn chia sẻ anh em đó là faucet. Đấy, faucet Bitcoin. Anh em có thể lên Google, anh em tra cái từ faucet là gì. Thì faucet dịch ra nó là một cái vòi nước. Vòi nước nha anh em. Thì anh em hình dung này này, faucet Bitcoin là các cái trang web hoặc các cái ứng dụng họ cung cấp Bitcoin miễn phí cho người dùng, mà cái người dùng đấy chỉ cần hoàn thành một vài cái nhiệm vụ đơn giản thôi. Ví dụ như là xem quảng cáo này, ví dụ như điền về khảo sát này, hoặc là chơi về trò chơi này, hoặc là click vào cái captcha. Thì chúng ta chỉ cần thực hiện những cái hành động đấy trên cái trang web của họ thì trang web của họ sẽ trả các cái đồng tiền điện tử của chúng ta vào cái ví faucet của chúng ta. Một vài cái faucet uy tín anh em có thể search như này này. Thứ nhất là faucet pay đấy, anh em ghi là faucet uy tín này thì nó sẽ ra cho chúng ta top các website faucet này đấy, hoặc là faucet crypto là gì này, thì mình gợi ý cho anh em một vài cái faucet uy tín nhá. Anh em ghi lại một vài cái tên này này. Thứ nhất là freebitcoin.in này, coinpayu này, faucet crypto này, adbtc này. Ngoài cái này ra thì còn là faucet pay này nhá. Faucet pay. Thì đây là các cái từ khóa để anh em chúng ta tra, đúng không ạ? Mason sẽ không đi vào cụ thể cái thằng này nó kiếm tiền như nào, thằng kia nó kiếm tiền như nào, mà Mason sẽ đưa ra các cái keyword chúng ta tự tìm kiếm, tự research sâu. Đấy, mỗi thằng thì nó có những cái điểm khác nhau, nhưng tự chung lại á, nó đều là faucet pay. Tức là chúng ta vào các cái trang này, chúng ta thực hiện các cái hành động, và cái sàn, cái trang đó nó sẽ trả Bitcoin cho chúng ta. Ngoài Bitcoin thì có các cái đồng coin khác nữa, mình cứ quy là Bitcoin anh em nhá. Và tiềm năng thu nhập của cái faucet pay này
thì có thể nói là lượng Bitcoin chúng ta kiếm được từ faucet thì thường rất là nhỏ thôi. Rất là nhỏ. Đấy, nó nhỏ giọt giống cái giọt nước này này. Nhưng đây là một cái cách á, nó đơn giản nhất để chúng ta bắt đầu kiếm Bitcoin miễn phí. Chúng ta chưa có một cái kết quả gì, chưa có một cái thu nhập gì đúng không ạ? Thì chúng ta làm cái này trước đi, để chúng ta có những cái thành quả đầu tiên đi. Cái thành quả đầu tiên là một cái rất là quan trọng để chúng ta có cái niềm tin vào thị trường này. Rất là nhiều người mình biết là cài hục mặt, nhưng mà luôn luôn mơ hồ, mơ màng, không định hướng ra được cái gì. Bởi vì làm sao? Không có các cái chiến thắng nho nhỏ. Cái chiến thắng nho nhỏ là một cái điều cực kỳ quan trọng trong cái thị trường này. Giả sử như bạn vừa vào thị trường, bạn tự nhiên bao nhiêu tiền tiết kiệm của bạn, bạn đưa vào, bạn đầu tư và mất hết, thì từ đó chúng ta có một cái nhìn gọi là nó tiêu cực, nó ai oán cái thị trường này, nhìn vào là muốn gọi là rời xa rồi, thì toàn bộ cái cơ hội phía sau của anh em nó sẽ mất hết. Bởi vì chúng ta vừa vào chúng ta đã gặp thất bại rồi, thì toàn bộ những cái cơ hội, những cái chân trời mới phía sau chúng ta sẽ không muốn tìm hiểu nữa, đúng không ạ? Đấy, cái sự khởi đầu nó rất là quan trọng anh em. Thì cái faucet này nó là một cái khởi đầu, một cái chiến thắng nho nhỏ cho anh em. Có những người, người ta vào faucet, người ta cài một ngày 10 tiếng, có người 15 tiếng, có người 18 tiếng, thì họ cũng có những cái số tiền. Đấy, ví dụ như được 0.001 Bitcoin thì chẳng hạn, một số tiền rất là nhỏ như vậy, nhưng họ cài từ ngày này qua tháng nọ, ngày này qua năm khác, thì tích được một cái số tiền là 0.1 Bitcoin đi, đúng không? Làm một năm, làm nguyên một năm trời được 0.1 Bitcoin đi, nếu mà tính ra giá hiện tại cũng vài trăm triệu rồi chứ. Thì chúng ta có thể là nghiên cứu cái cách faucet này để chúng ta làm, để chúng ta có những chiến thắng nhỏ nhỏ anh em nhá. Và cái cách thứ hai mà Sơn muốn nói tới ở đây á, đó là kiếm tiền Bitcoin bằng cách là khảo sát. Thì khảo sát là gì? Khảo sát thì nó cũng tương tự như là faucet thôi anh em, nhưng mà anh em chúng ta sẽ tập trung là điền vào các cái form khảo sát thôi. Thì khác đối với lại là faucet, thì faucet có thể là làm như xem quảng cáo, hoặc là chơi trò chơi, hoặc là click vào captcha, vân vân. Thì cái cách số 2 này chỉ thiên về khảo sát thôi anh em. Thì một số cái trang web về khảo sát kiếm Bitcoin uy tín thì chúng ta cũng chỉ cần là lên này Google, chúng ta ghi là khảo sát kiếm Bitcoin, hoặc là đấy, thì nó sẽ ra cho chúng ta này top 10 trang web để tốt nhất để kiếm Bitcoin này. Thì chúng ta có thể vào chúng ta xem khảo sát kiếm Bitcoin bằng các nền tảng như là Pao này, Pao.app này, hoặc là MySwapBot này, đó, GrabCoin này, InstaGC này, SuperPay này, cái này là Star này. Đây là một cái trang web nó kiểu dịch sang tiếng Việt anh em. Nó đọc cái bài tiếng Anh, nó dịch sang tiếng Việt, nhưng nó dịch chưa tới. Nhưng mà chúng ta nắm được một vài cái keyword như này là ngon rồi đúng không anh em? Thì Mai Sơn có nói với anh em á, đó là chúng ta chỉ cần nắm bắt keyword thôi. Và từ cái keyword đấy chúng ta sẽ mò ra rất là nhiều thứ. Bằng cách gì? Research sâu anh em. Đó là cái tư duy anh em ạ. Bắt được keyword là chúng ta bắt được cái tư duy anh em nhá. Thì cách số 2 đó là khảo sát, thì tiềm năng thu nhập nó sẽ tốt hơn cái faucet một xíu, bởi vì nó chuyên, và điền khảo sát thì nó mất rất lâu. Xem quảng cáo có thể mất là chỉ 30 giây 1 phút thôi, nhưng mà điền một bài khảo sát á nó phải mất tầm 15 phút mới điền xong một bài, hoặc là 10 đến 15 phút mới điền xong một bài. Nhưng bù lại ấy, thì cái lượng Bitcoin chúng ta thu lại được thì nó sẽ lớn hơn. Anh em hình dung ra không ạ? Đó là cách số 2 nhá. Đó là cách khảo sát. Và cái cách số 3 mà Sơn muốn nói tới ở đây, đó là tham gia một cái cộng đồng. Thì tham gia một cộng đồng là gì? Tức là một số cái cộng đồng tiền điện tử á, cộng đồng về crypto á, họ tổ chức ra các cái hoạt động tặng Bitcoin cho thành viên của cái cộng đồng đấy. Đấy, anh em hình dung ạ. Thì bạn chỉ cần là tham gia vào các cái hoạt động như là thảo luận này, chia sẻ kiến thức này, chơi trò chơi này, để có cơ hội được nhận Bitcoin miễn phí, được không ạ? Thì một số cái cộng đồng uy tín anh em có thể tham khảo, đó là cộng đồng Bitcoin VN này. Anh em cứ lên Google anh em search ra, thì mình để ở đây. Nhất là Bitcoin VN nhá. Thứ hai là Bitcoin Talk. Thứ ba là Coin Telegraph. Đấy, một vài cái keyword cho anh em. Thì tiềm năng thu nhập nếu mà làm được cái này á thì nó cũng ok, nó cũng tương đối. Nếu chúng ta chăm chỉ viết bài, thảo luận, tương tác trên các cái cộng đồng về crypto thì chúng ta có thể nhận được cái phần thưởng. Và cái cộng đồng này thì họ kiểu không thiếu tiền anh em. Họ không thiếu tiền nếu họ phân phát cho thành viên đâu. Nên là chúng ta cứ cho đi trước thì sẽ nhận lại sau. Và tiềm năng thu nhập cũng khá ok anh em nhá. Đó là cái cách số 3. Đó là tham gia một cái cộng đồng. Đúng không anh em? Cái cách số 4 đó là làm airdrop. Không biết anh em nghe cái từ airdrop này chưa. Nhưng mà đây là một cái từ khóa
làm thay đổi vị thế của rất là nhiều người. Đấy, thay đổi vị thế của rất là nhiều anh em. Nhiều anh em chỉ làm AirOps thôi mà kiếm tiền tỷ mỗi tháng anh em ạ. Kiếm tiền tỷ mỗi tháng, nhấn mạnh lại là như thế. Hoặc là có thể nhiều hơn nữa cơ. Anh em có thể search trên YouTube, search trên Google các cái cộng đồng để làm AirOps. Thì AirOps là gì? E. Đấy, E là không khí đúng không? Drop là nó rơi đúng không? Tức là AirOps dịch ra có nghĩa là một cái món tiền hoặc là một cái phần thưởng rơi từ trên trời xuống. Đấy, anh em hình dung đây này, một cái người này đang nhận các cái phần thưởng từ trên trời rơi xuống này. Thì đây á là các cái sự kiện mà các cái dự án tiền điện tử phân phối miễn phí cái token của mình cho người dùng để quảng bá cái dự án của họ. Thì anh em chỉ cần làm một cái việc nó rất là đơn giản thôi, đó là bạn chỉ cần thực hiện các cái nhiệm vụ như là theo dõi cái dự án đó trên cái nền tảng mạng xã hội này, hoặc là đăng ký dự án này, đăng ký vào cái dự án đấy thôi là họ được phát token miễn phí này, hoặc là follow Telegram này, follow Twitter này, join vào cộng đồng trên Facebook này. Thì khi mà hoàn thành xong các cái nhiệm vụ như vậy thì chúng ta sẽ được dự án nó share cho một cái lượng token, đúng không ạ? Và sau này cái token đấy nó lên sàn thì chúng ta bán được cái đồng token đấy đi. Và anh em làm giàu bằng cách nào? Bằng cách cheat. Đấy, cheat AirOps. Ví dụ cứ một ví AirOps chúng ta nhận được 15 đô đi, 20 đô đi, thì anh em chúng ta sẽ làm là 100 ví, 1.000 ví, nhân lên số tiền một dự án có thể kiếm được nó là rất lớn đúng không anh em? Đó, thì cái từ khóa AirOps này là một cái từ khóa rất đáng để lưu tâm anh em nhá, rất đáng để lưu tâm. Chúng ta có những người trong thị trường crypto này mình biết chỉ có làm AirOps thôi. Chỉ có làm AirOps thôi, đủ sống, đủ giàu rồi. Đó, không cần suy nghĩ đến các cái từ khóa khác, đúng không ạ? Đó là từ khóa này. Anh em đào sâu bằng cách nào? Lên Google search, lên YouTube search AirOps. AirOps là gì? Cách làm AirOps. AirOps rồi tìm trong cái khung thời gian gần đấy xem có cái kênh nào họ chia sẻ về cái dự án mới về AirOps không, thì chúng ta hãy follow và chúng ta làm các nhiệm vụ AirOps. Thì tỷ lệ trúng AirOps của chúng ta dần dần từ một người mới sẽ trở thành người cũ, rồi dần dần sẽ trở thành người có kinh nghiệm, thì chúng ta sẽ kiếm được tiền từ AirOps này anh em nhá. Và cái cách cuối cùng trong video ngày hôm nay Mason muốn nói tới đó là play to earn. Đấy, play to earn tức là chơi để kiếm tiền mọi người, chơi để kiếm tiền. Thì một số cái trò chơi thì cho phép chúng ta có thể kiếm được Bitcoin bằng cách chơi game và hoàn thành các nhiệm vụ trong game. Đấy, thì cái lượng Bitcoin mà anh em kiếm được á thì sẽ phụ thuộc vào cái trò chơi đấy là cái trò chơi gì, và cái thời gian bạn chơi, thời gian bạn cài guốc và cái vật phẩm bạn kiếm được nó có tăng giá hay là nó giảm giá hay là như thế nào. Thì cái tiềm năng thu nhập của cái play to earn này thì nó cũng tương tự như AirOps. Thì mình cũng biết rằng trong cái thời gian mùa trước á, có rất là nhiều người cũng giàu lên từ play to earn này. Anh em có nhớ đến các cái trend về step end không? Nó đeo một cái giày và chạy bộ, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ hay liên quan đến cái NFT này này. Đấy, NFT thì sẽ được phân phối cho những người dùng, những cái người chơi. Thì chúng ta mua giày rồi chúng ta chạy, chúng ta lại được trả cái đồng token của cái sản phẩm trong game này. Chúng ta lại bán token đấy đi. Và ngày xưa mình biết rất là nhiều người suốt ngày chạy bộ để kiếm cái đồng đấy, kiếm đồng step end đấy, đấy vân vân. Hoặc là cái trò gì Axie Infinity cũng là một cái game rất là nổi tiếng của cái mùa trước đúng không anh em. Thì sắp tới đây thì mình lại thấy rục rịch play to earn lại bắt đầu nổi rồi. Thì anh em có thể tiếp tục follow cái trend play to earn anh em nhá. Ok, trên đây là 5 cái hình thức anh em có thể kiếm tiền Bitcoin miễn phí trong năm 2024 mà Mason muốn share lại với các bạn. Mình review lại một chút. Thứ nhất là faucet này, thứ hai là khảo sát này, thứ ba là tham gia một cộng đồng này, thứ tư là làm AirOps và thứ năm là play to earn. Tất nhiên thì đối với từng giai đoạn của thị trường á, lại sản sinh ra những hình thức nó rất là mới. Và điều cần làm của chúng ta đó là follow theo trend anh em ạ. Những cái gì nó là trend thì chúng ta cần follow, và những cái trend nó đến rất nhanh và nó ở lại thì tùy. Có cái trend thì được 3 tháng, có trend được 5 tháng, có trend được cả 1 năm. Thì chúng ta hãy càng ở lâu trong thị trường thì cái độ nhanh nhạy chúng ta sẽ càng lớn, đúng không anh em? Thì chúng ta sẽ có cái cơ hội thành công đối với các cái trend tiếp theo của năm 2024-25 này hơn. Đó, lời khuyên của mình là hãy follow và bám sát các cái hình thức mà chúng ta mong muốn kiếm tiền, được không anh em? Ok, trong video tiếp theo thì Mason sẽ chia sẻ cho anh em cái cách kiếm tiền bền vững trong khi làm affiliate crypto. Thì anh em hãy đăng ký kênh
like và share video này để có thể là nhận cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube của Mai Sơn. Ok, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.